Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài 9 sách giáo khoa vật lý lớp 10 trang 187, đề bài như sau. Hãy lập bảng phân loại và so sánh các đặc tính của các chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình. Để trả lời câu hỏi này, chúng ta có thể xem lại các đặc tính của hai loại chất rắn này ở trang 186 sách giáo khoa. Chúng ta xem phần ghi nhớ. Cụ thể ở đây ta có các chất rắn kết tinh thì có cấu trúc tinh thể, do đó có dạng hình học và nhiệt độ nóng chảy xác định. Và chất rắn kết tinh thì có thể là chất đơn tinh thể hoặc là chất đa tinh thể. Chất rắn đơn tinh thể thì có tính dị hướng, còn chất rắn đa tinh thể thì lại có tính đẳng hướng. Trong khi đó ta lại xem phần chất rắn vô định hình thì lại không có cấu trúc tinh thể, do đó nó không có dạng hình học xác định, không có nhiệt độ nóng chảy hay đông đặc xác định và có tính đẳng hướng. Từ đó ta sẽ lập bảng so sánh như sau. Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình. Thứ nhất, chất rắn kết tinh thì có cấu trúc tinh thể. Ý thứ nhất là có cấu trúc tinh thể. Trong khi đó thì chất rắn vô định hình là không có cấu trúc tinh thể. Tiếp theo, do đó do có cấu trúc tinh thể nên là chất rắn kết tinh thì có dạng hình học xác định. Và chất rắn vô định hình thì không có dạng hình học xác định. Chất rắn kết tinh có nhiệt độ nóng chảy xác định. Ngược lại thì chất rắn vô định hình không có nhiệt độ nóng chảy xác định. Còn nói về tính dị hướng hay đẳng hướng thì chất rắn kết tinh thì có hai loại. Là chất rắn đơn tinh thể. Thì có tính dị hướng. Và chất rắn đa tinh thể. Có tính đẳng hướng. Trong khi đó thì tất cả các loại của chất rắn vô định hình thì đều có tính đẳng hướng thôi. Chất rắn vô định hình có tính đẳng hướng. Không có tính dị hướng. Như vậy đến đây chúng ta đã so sánh xong chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình. Chúng ta đã hoàn thành bài 9.